390.000 cô bác nhá. Còn dư là 110.000. Tại cháu Lực cũng muốn là mua cho ông bà cụ là những cái thực phẩm nào mà ông bà cụ thật sự là cần thiết thôi. Cháu Lực cũng muốn để lại cho ông bà cụ là một chút tiền để cho ông bà cụ là cầm đi theo trong người cô bác. Bây giờ thì còn dư là 110.000. Đấy, thì đây là 110.000 của ông bà nhá. Đây đây thì con sẽ đưa cho ông bà nhá. Đấy, để cho ông bà là hôm mà đi chợ thì có thể mua những bát phở ăn nhá. Đó. Vậy cảm ơn ân nhân đã vời tiếng phân quà trời tôi với vợ tôi biết ơn rất là nhiều. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm qua thì cháu Lực có nhận được thêm một cái phần quà nữa của chị là Hoàng Thu Hương, chị ở Tuyên Quang, và chị có gửi cho cháu Lực là 2.226.000, và trong đó thì có trích cho ông bà cụ là 500.000 nữa. Và hôm nay thì cháu Lực có mua cho ông bà cụ là một chút thực phẩm để cho ông bà cụ ăn uống cô bác. Chị thì cũng có dặn với cháu Lực là mua một số thực phẩm là đồ ăn cho ông bà, còn dư một ít thì một tí nữa cháu Lực sẽ đưa cho ông bà cụ cô bác nhé. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cùng theo dõi cái thước phim cháu Lực đi vào thăm ông bà cụ một chút cô bác nhé. Cho nên là ông bà sẽ phải quay trở lại là lên trên cái đồi sao mộc này để trong trong rừng cho bên thôn, để bên thôn cho ông bà cụ là một tháng là rơi đâu đó một tháng là 5 cân gạo cô bác. Ôi ông thì ra đây rồi, chị mì với tao đây chị với tao đây có mà tôi hả cỡ con này chạy không thân nhau phải con này bạn này bật dân đấy bộ kìa thấy lục à sự đô mà bồi. À, vừa rồi thì ông cụ thấy cháu Lực ra bên kia thì ông có ra đón cháu Lực luôn cô bác. Và cái hoàn cảnh của ông bà cụ thì cho cháu Lực xin được tóm tắt lại thêm một chút cô bác nhá. Tại vì ở đây là có nhiều cô bác mà theo dõi sâu thì không có hiểu về hoàn cảnh của ông bà cụ. Thưa cô bác, là ông bà cụ thì hiện tại thì đang sống là neo đơn thôi, không có một một người con nào. Và xung quanh thì họ hàng của ông bà cụ thì cũng không có ai. Ông bà cụ thì năm nay là gần 80 tuổi rồi. Và có thể nói là bây giờ mọi cái trong gia đình thì hai ông bà tự là lo liệu hết thôi cô bác. Hai ông bà tự nương tựa nhau vào mà sống. Và ông bà cụ này thì có kèm theo là bị một chút thiểu năng về trí tuệ cô bác. Thành ra là không có được phát triển như bao người khác cô bác ạ. Ông với bà thì chuẩn bị đi đâu à? Thấy bà đeo túi rồi. À. Đúng Ôi. đi đâu được. Còn à, đây là cái dâu gì đâu? Thôi cốt. À. Tiếng tiếng phổ thông là không biết. À, cái dâu này là có thể nói là dâu dại, dâu ở rừng cô bác. Dâu dài ấy Dâu đấy. này là ăn được cho nên là được ông bà cụ là hái về Ngon để đấy. ăn luôn. Ông hái ở tận đâu? Hả? Ông hái ở tận đâu? Cũng đi lên rừng là có suối À, có nghĩa là ông đi xem về rừng đúng không? Thế bây giờ thì ông ở nhà đi. Con à, có liền hôm nay con có thêm một phần quà nữa cho liền cái mừng ông. kỳ Để đi mà. Đấy, bây giờ thì đặt ở đây một chút đã. Rồi, bây giờ thì thăm ông bà cụ nữa. Bây giờ thì nói chuyện với ông bà cụ một chút nữa. Thì cháu Lực sẽ nói qua cho ông là ai đã gửi cái phần quà và tiền này cho ông bà cụ các bác nhé. Rồi, đây là cũng là ông đi hái rau gì về đây. Dâu À đây là khoai bán lang đúng điện không? Đây là khoai lang. Thì ông thì đã ăn cơm chưa? Ông bà đã ăn cơm chưa? chưa Chưa à? không chưa làm chín Chưa chín à? Hôm nay thì ông bà ăn cơm với cái gì? ăn cơm đây ở đây Ăn cơm ở đây nhưng mà chỉ cần được cả không? Mới phát không? không có À, ăn dâu dâu thôi à? ăn dâu được đặc À, ăn dâu thôi à? À, nguyên dâu. Ở à, đây là những cái can mà ông bà cụ là cô bác là đi điệu nước về. Tại vì ông bà cụ ở trên này thì không có cái nguồn nước nào về. Cho nên là người ta kéo ống nước đi qua dưới này hết. Thì là ông với bà là sẽ đi xin xin người ta về
lúc nào mà hết thì ông đi xin về. Cái thùng to cái thì ông để đâu rồi? Cái thùng to là ông để ở nhà nhà dưới. Thời gian vừa rồi thì thưa cô bác là ông bà cụ là đi xuống làm ruộng, cho nên là lấy cái thùng phi to. Hôm nọ có bác là bác Phong Vũ, bác ở bên Mỹ, bác có gửi cho cháu Lực và nhờ cháu Lực mua cái thùng đó, và ông cũng đi mang đi xuống nhà dưới để cất rồi. Chắc là thời gian tới đó thì ông bà cụ làm hết việc ở dưới kia thì ông bà sẽ lại lên trên này và ở nhiều nhiều hơn và lại đem lên. Thế bây giờ phần ruộng của ông thì cũng đã cấy hết rồi đúng không? Cấy hết. Đấy, hôm nọ thì cũng có được chị Kim Phượng là gửi tiền cho cháu Lực và nhờ cháu Lực là thuê người ta là cày và cấy cho ông bà cụ luôn. Và cái phần đó thì cháu Lực cũng đã làm xong hết rồi cô bác nhé. Thế ông thì mấy hôm nay thì đi đâu làm cái gì? Cũng đi làm thử dụng bé. Đi làm thử dụng bé à? Làm thử dụng bé cấy được bao nhiêu thì được. Là còn hai cái thử dụng bé tí kìa. Hai cái đấy thì chắc là cấy thì rơi vào tầm được một xô thóc đấy thôi mà. Đây đấy. Đây à? Được một thử được 5 cân, 6 cân thuốc đấy. Có nghĩa là ông còn một chút là ông sẽ tận dụng vào là để cuốc xong là cấy một chút cô bác. Chắc là rơi đâu đó phải một tí thôi. Và phần đó thì máy cày không có làm được cho nên là cháu Lực không có cày được cho ông bà, cô bác. Bây giờ thì ở dưới kia làm việc xong hết thì ông lại quay lên trên này để lấy củi ấy. Lấy củi à? Hôm qua ông cũng lên vác được một bó củi khô để đây. Thế thời gian tới là ông mang đi bán à? Đi bán đấy chứ? Không có ai mua thì đun rồi. Không có ai mua thì ông đun à? Như củi của ông thì lấy rơi vào lấy để cành bé bé tí thôi cô bác, cho nên là cũng không có ai muốn lấy nữa. Có những bó củi nào mà ông đi chặt được những cây to thì trẻ ra thì có người còn lấy, mà một bác củi thì ông vác lên tận xá trên kia, cách xá đi chắc rơi đâu đó phải tầm 2 tiếng đồng hồ thì mới lên đến xá cô bác, mà còn lên dốc nữa cô bác. Như cái can đằng sau cháu Lực này, hôm nọ thì cũng có được là bác Trương Thị Ngọc Minh và bác gửi cho cháu Lực và nhờ cháu Lực là đem lên cho ông bà cụ. Bây giờ thì bà thì đang nấu cơm à? Đây đang nấu cơm à? Vâng. Đây là cơm của bác. Đây là cơm nguội ấy chứ? Cơm cũ. Đây là cơm từ hôm qua đúng không? Cơm từ hôm qua. Hôm qua chắc là ông với bà là nấu hơi nhiều, thành ra là hôm nay còn là dư thì ông với bà là để lại để ăn luôn. Đấy, và bây giờ thì đây con gửi cái phần quà này cho ông nhá. Vâng. Đấy ông ơi. Bộ ăn tặng cho bác nào này. Năm. Tiếp. Đấy, lên trên nhà của ông bà cụ ấy cô bác thì lúc nào cũng có nước chè để mà uống luôn. Thật sự ra để mà nói mà cháu Lực thì rất là ít khi uống chè, nhưng mà từ lúc mà lên đến nhà của ông bà cụ thì hầu như là lần nào lên thì ông bà cụ uống rất nước chè để cho uống. Mẹ ông ăn tặng hay lắm. Nước chè này thì được ông với bà cụ là tự sao và đi tự đi ra nhặt về và tự sao, cho nên là rất là thơm đúng không cô bác? Thì ông với bà thì mấy hôm nay thì có bị ốm lâu gì không? Hôm trước bị đau bụng. Bị đau bụng rồi à? Bà thì có bị làm sao không? Không, bà lại không bị. Ông thì mười bốn tháng 7 là bị đau bụng đúng không? Bị đau bụng. Thưa cô bác, có thể nói ông bà cụ này là ông bà cụ cũng là một cái hoàn cảnh mà cực kỳ là éo le và bi đát của bác ạ. Bây giờ thì ông với bà là năm nay là được gần 60-70 tuổi rồi. Hai ông bà thì tự nương tựa nhau vào mà sống. Bà thì ông với bà thì bị một chút là tiểu năng trí tuệ của bác, không có được lanh lợi như người ta, cho nên là bên là thôn cũng hỗ trợ là ông bà cụ là lên trên này trong cái phần là rừng bên này để không cho ai bị để không cho ai lên trộm cắp. Và một tháng thì thôn có gửi cho ông bà cụ là 5 cân gạo của bác. Như năm trước thì không có nước ông bà cụ không có làm được, và đến năm nay thì
được cháu Lực chia sẻ lên và được chị Kim Phượng là gửi tiền cho cháu Lực để cháu Lực nhờ người ta là thuê người về cày. Lúc mà thuê người về cày thì trong cái ruộng của ông bà cụ của bác không có một tí nước nào. Rất là may cái em mà cháu Lực thuê cày đấy cô bác tự đi tìm mà nguồn nước về, tự đi tìm mà nước về xong là mới có thể là giúp được ông bà cụ là cày được, chứ để ông bà cụ chứ để ông mà bà chứ để ông với bà cụ mà đi tự đi kiếm nước về thì không biết là bao lâu thì mới được cày, tại vì ông với bà cụ thì hầu như là rất là sợ sệt cô bác, không có dám nói chuyện với ai. Ngày hôm nay thì cháu lên thì cháu cũng có được một chị là chị, hôm nay thì cháu lên ông lên ông bà cụ thấy thì cũng có được một chị là Hoàng Thu Hương, chị ở Tuyên Quang, và chị có gửi cho cháu Lực là 2.226.000 và trong đó đi cho ông bà cụ là 500.000 để mua thức ăn cho ông bà cụ và cho em Cương là 500.000, và hôm nọ thì cháu Lực cũng đã đưa tiền mặt cho em Cương rồi cô bác, và cho em Quân 14 tuổi là 1.000.000 còn là 226.000 thì cho cháu Lực cô bác. Qua đây thì chị Thu Hương chị gửi cho cháu Lực là bao nhiêu và cho những ai thì tiện đây thì cháu Lực là đọc hết luôn cô bác. Và cháu Lực có mua cho ông bà cụ 500.000 và cháu Lực có mua cho ông bà cụ là 10 cân gạo, gạo này thì là 14.000 một cân cô bác, là 140, và mua cho ông bà cụ là thêm là một cân thịt, cân thịt thì là 130.000 một cân cô bác, không phải là ngày chợ cho nên là rất là đắt đỏ luôn. Ông lấy thịt để treo ở trên kia đi, một tí nữa ông với bà nó ăn nhá. Vâng. Đấy, như này thì ăn không hết thì một tí ông cứ xào hết đi nhá. Vâng. Thái ra xong là xào hết đi. Vâng. Cho muối vào nhá. Vâng, xào hết. Rồi nó mới không bị thối. Vâng. Đấy. Ông cứ treo lên đi, đây còn có đồ nữa này. Ông cứ treo ở phần đấy đi nhá. Vâng. Và cháu Lực mua cho ông bà là thêm 1 chai dầu rửa bát nữa. Chai này thì là 20.000 cô bác nhé. Dầu rửa bát thì đây, cháu vẫn để trong túi đấy nhá. Vâng. Đấy. Và mua thêm 1 chai dầu ăn. Đấy. Chai này là 30.000, ở trên xá bán là 30.000 cô bác. Và mua một cái gói xà phòng cho ông bà cụ. Gói đây thì là 40.000 cô bác ạ. Gói to luôn. 40.000 ạ. Vâng, và thêm một chai nước mắm nữa là 20.000 nhá. Vâng. Đấy, để ông bà cụ ăn với nước mắm nhá. Vâng. Đấy. Ông bà cụ thì bây giờ đã thích ăn nước mắm nhiều chưa? Thích đấy. Thích rồi đúng không? Vâng. Từ hôm đầu mà cháu Lực vừa mang lên thì có thể là ông bà cụ là không 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 muốn ăn nước mắm máy, cho nên là bây giờ cháu Lực mua lên thì ông bà cụ cũng đã quen dần rồi. Và hôm nọ thì ở dưới phần thôn kia cháu Lực cũng có trao ăn nước mắm máy, và bây tổng mà hôm nay cháu Lực chi tiêu hết là 390.000 cô bác nhá. Còn dư là 110.000, tại cháu Lực cũng muốn là mua cho ông bà cụ là những cái thực phẩm nào mà ông bà cụ thật sự là cần thiết thôi. Nhưng hôm nọ thì cái phần như cái mì chính, mắm muối thì ông bà cụ vẫn còn, cho nên là cháu Lực sẽ không có mua nữa. Và cháu Lực cũng muốn để lại cho ông bà cụ là một chút tiền để cho ông bà cụ là cầm đi theo trong người cô bác. Bây giờ thì còn dư là 110.000. Đấy, thì đây là 110.000 của ông bà nhé. Và đây thì con sẽ đưa cho ông bà nhé. Đấy, để cho ông bà là hôm mà đi chợ thì có thể mua những bát phở ăn nhé. Đó. Cảm ơn. Rồi, bây giờ thì ông có thể gửi một lời cảm ơn tới chị Hoàng Thu Hương không? Đấy, con thì gọi bằng chị, chắc ông thì cũng là gọi bằng cháu thôi. Đấy, tại vì chị thì năm nay cũng có 43 tuổi thôi, chị cũng còn trẻ. Ông thì năm nay là gần 70-80 tuổi rồi nhá. Vâng. Rồi này phù hăng lắm luôn hả? Tôi cảm ơn ân nhân đã với tiếng phân quà trời tôi với vợ tôi. Tôi biết ơn rất là nhiều. Vâng, đây là những cái lời mà ông bà cụ gửi lời cảm ơn tới chị Phạm Thu Hương. Và cháu Lực cũng thay ông bà là cảm ơn tới chị Phạm Thu Hương. Chúc chị cùng gia đình là thật nhiều sức khỏe chị nhá. Cái đồ này thì cái gạo này thì con sẽ để lên trên này cho ông nhá. Vâng. Đấy.
thì một tí con sẽ để lên trên này. Sẽ để vào xô này nhá. Xô này là xô gạo đúng không? Ừ, cũng xô gạo đúng không? Ừ, xô gạo. Đây là cũng là mướp à? Đây là mướp phải không? Đây là cũng dâu. Dâu à? Ừ. Thì ông với bà là bây giờ chuẩn bị ăn cơm đúng không? Vâng. Ừ. Thế thì một tí nữa ông với bà là thái thịt ra là để xào cùng này. Vâng. Ừ. Vâng. Ừ. Còn đây là những cái đồ à, thực phẩm mà con cũng sẽ để đây cho ông bà luôn nhá. Vâng. Ừ. À, thời gian này thì cháu Lực không có ghi hình ông bà cụ là nhiều cô bác, tại vì là cháu Lực không có thêm những cái công việc mới, công việc là bận hơn thì cháu Lực sẽ không, cháu Lực chỉ là lên thăm ông bà cụ là được đâu đó là rơi vào tầm 10 đến 20 phút thôi, và cháu Lực không có ghi hình lại. Mấy hôm nay ở trên này mưa thì cái chỗ kia thì còn có bị dột không không? Cũng dài tí. À là cũng bị dột à? À. À, thật sự ra để mà nói như cái ngôi nhà mà chỉnh tường này cô bác, vào đến mùa hè nếu mà đun một cái bếp củi ở trong nhà nữa, sự ra rất là mà rất là nóng, như cái nhà cũ của ông bà cụ ấy cô bác, cháu Lực cũng đã ghi hình rồi, và ngôi nhà đấy thì cũng chẳng có khang trang hơn ngôi nhà này bao nhiêu đâu, chỉ có là rộng hơn một chút thôi cô bác. Đây là cái củi có bao bảy được, đây là củi được ông bà cụ lấy về đúng không? Vâng. À. Ông với bà cụ thì hầu như là không có cái việc gì để làm ấy cô bác, chỉ có đi lấy củi về, những cái bó củi nào mà to thì ông mang đi bán, còn những cái bó nhỏ thì ông mang về để ông tận dụng là ông nấu được cô bác. Hôm qua thì ông đi lấy bó củi nào? Bó củi đây, cái dân hạt đây. À là cái bó củi kia à? Ừ. Một bó cũng bé tí thôi, cái bó này thì chắc là chả có ai mua được cô bác. Ông thì có ông với bà thì có trồng thêm là một chút là lấy về đun là rau dưa đúng không bác? Vâng. Thế mướp đắng này còn có quả không? Có này. À, quả đúng không? Mướp hết. À, cũng gần đến mùa là hết rồi đúng không? Ừ. Cái mướp đắng này thì như kiểu là mướp đắng rừng luôn cô bác này. Quả bé bé tí thôi, đã già rồi. Lê ăn không được. À, ăn không được à? Già rồi. Đây thì cũng được ông bà là trồng thêm một ít là một ít mướp với lại bí nữa cô bác. Hết rồi. Hết rồi nhỉ, không còn nữa nhỉ ông nhỉ? Không còn. Đây là hình như cái quả mướp đắng này thì mướp đắng rừng ấy cô bác thì cũng được là người ta mang ra để bán để làm thuốc cái gì đó. Đây là già đấy. Đây như mấy cái quả này mà không thu hoạch thì lá bị đã bị già rồi đây này. Đấy, như mấy cái quả này mà không thu hoạch thì nó sẽ già rồi. Ở đây là cháu được thấy là anh chị Quỳnh Hiển cũng hay bán cái mướp đắng rừng này cô bác, thái lát ra để phơi khô. Rồi cây trồng được lâu của gì này thì ông bà trồng lâu chưa? Lâu đấy. Trồng lâu rồi à? 3-6 tháng. À 6 tháng rồi à? Ừ. Ôi, thế lâu phết rồi nhờ. Ở đây có những quả bé bé tí này. Vâng. Quả cái mướp đắng này thì nó chỉ to được như tân này thôi các bác. Vâng. Nó không thể to được thêm. Cái mướp đắng này thì là nó là mướp đắng rừng hay là mướp đắng gì không? Hả? Mướp đắng này thì là mướp đắng rừng hay là mướp đắng gì? Không. Cái đây không. cho cái đi đóng mới chứ. À cũng à po. Này cho cái tao học đắm. À cái tao học đắm đâu. Thế ta cái tao này cho lý ế nè. Ồ. Cái lý tư chạy nào á. Ồ. Này cho cái lý ế. Lý ế này nan chạy. Cái này à, đang rửa rau để một tí nữa. Cái này xào được vẫn ngon đấy. Ờ. Bé này xào được vẫn ngon đấy. Ờ. Cái này cái dây này là dây gì mà dây gì đấy ông leo leo này? Đây là cái tiếng nông bảo là măn xấu đấy. À. Cái củ này là
củ là để cũng để ăn cô bác. Cháu Lực cũng không biết là cái tên gọi nó là củ gì đấy, nhưng mà là được ông với bà là trồng để mấy nữa, nếu mà có củ thì là sẽ đào ăn. Ở đây thì cũng được ông với bà cụ là trồng khá là nhiều sắn. Ông với bà thì hiện tại là không có nuôi thêm một con vật nuôi nào cô bác. Trồng ra thì chúng để lại đủ, trồng ra thì cũng chỉ là để bán thôi. Và qua đây thì cho cháu Lực xin được kêu gọi cho ông bà cụ có quý cô bác nào, mạnh thường quân nào mà có muốn gửi tiền cho ông bà cụ thì cháu Lực sẽ trích cái phần đấy ra để mua cho ông bà cụ là một con lợn hay là một con vật nuôi gì để cho ông bà là nuôi cô bác ạ. Chứ bây giờ thì ông với bà thì không có, không không có thể mà có tiền để mà mua được. Như bây giờ ông với bà cụ làm chỉ là gọi là đủ ăn thôi, còn nếu mà mua một con lợn hay là con gì đó thì ông bà sẽ còn đi ra ngoài và kiếm những cái thức ăn ở rừng về cho con lợn hay là con gì ăn cô bác. Như ở bên kia thì nếu mà có một con lợn thì cũng đã được bà là trồng sắn chuối ở đây rồi, chuối ở đây thì là để cho lợn thôi. Nếu mà như như ông với bà thì bây giờ mà có được cô bác nào gửi tiền về thì ông với bà thì có muốn mua một con lợn để nuôi không? Đã định vay tiền của mình, tiền của người ta ăn lãi nhiều. Là ông cũng có suy nghĩ là muốn là đi vay tiền của người ta về để mua lợn á, nhưng mà người ta lại lấy lãi à? Lấy lãi là một tháng là 50.000 đấy. Còn 1 tháng 50.000, thế thì ông bao giờ mới đủ trả tiền 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 ấy được? Ông mà Và nuôi lợn thế này lớn lớn rồi thì tiền lãi thì nó cũng nhiều rồi, nhiều bán thì cũng chẳng được bao nhiêu đấy. Nếu mà bây giờ mà có quý ông bà cô chú anh chị nào mà gửi tiền cho cháu Lực cho bà cụ thì cháu Lực sẽ xin là dùng cái số tiền đấy để cho ông bà cụ là mua một con heo là để nuôi cô bác. Như ông bà thì bây giờ mà có con heo để nuôi thì ông bà sẽ nuôi ở đâu? nói ở dưới Nuôi ở dưới kia, nuôi ở dưới kia thì liệu có vớt cho ông bà cụ mấy không, vớt cho ông bà cụ lắm không? không Không à? có hôm trước cũng nuôi được, trước là nuôi được con trâu là bán cho Bán à? Thế đợt đấy bán là để mua 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 gì không? hả Đợt đấy ông bán là ông để ông mua gì? cũng mua được thì hết tháng đến đến hay là Thế như ông bà cụ trước thì con lợn đấy thì ông bà cụ là để bán để mua gạo à? Con đấy thì con lớn chưa, được bao cân không? Đợt đấy ông bán thì được bao tiền? triệu Triệu dưới à? rưỡi Đợt đấy thì ông bà cụ là bán chỉ để mua thức ăn thôi đúng không? Bây giờ mà có quý cô bác nào mà muốn gửi tiền cho ông ấy thì là con sẽ trích cái tiền đấy ra để mua cho ông một con lợn hay là một con vật nuôi nào gì đấy nhá. Đấy. Ông với bà cụ thì thật ra cô bác ông với bà cụ thì rất là chịu khó luôn, nhưng mà do là không có tiền để mà mua được những con vật nuôi về để cho ông bà cụ là mua để mua được những con vật nuôi về. Nó có con lần thì bọn mình ngủ đây, bọn mình ngủ ngủ dưới thôi. Thế nếu mà có thêm con lợn thì ông với bà là mỗi người ngủ một nơi à? Còn ở phần trên này, thưa cô bác, nếu mà ông bà cụ không có trong cái phần rừng bên này thì 1 tháng thì ông bà cụ không có đủ tiền để mà tiền ăn rồi. Bà thì đang nấu cơm rồi đấy nhỉ? Xem bà là nấu món gì nào. Cái này thì ông để làm gì? Cái hạt chè đấy ông để làm gì? Đó, có người ta mua đấy. Người ta mua à? Thế thời gian này thì ông cũng có đi vặt thêm cái hạt này về để bán à? Bị ốc có hồi đi thế, còn có hơi ốc Thế là ông đi thu hoạch về thì ông tách lấy nguyên cái hạt ở bên trong này này cô bác, xong là mang bán. Này thì cần một một cân là bao tiền? cần cần 8.000 rồi. Là 1 cân 8.000 à? Một Ôi rồi, cân 8.000 một cân khô khô là tươi khô à? khô Ôi rồi, một cân khô thì được 8.000 cô bác, thì không biết là bao giờ mới đủ 1 cân cô bác. Có khi là một yến mà nó tươi thì bóc ra thì được một cân khô thôi mà lấy nguyên vỏ thôi. Bây giờ thì đi xem bà là đang nấu món gì đi ông.
ở một cái ngôi nhà thật sự là ngôi nhà này thì được nhà nước là cho ở thưa cô bác, à, rất là thấp luôn. Nãy sao bác cả mình nè? Sao bác này? Bộ nước này xèn hóc chín mà nè. Ừ. Nào nước này xèn hóc chín mà. Ừ. Nhớ cho em mà xăm luôn. Ừ. Đi khái cho bà cụ là một ít thịt rồi cô bác. Chứ ông bà cụ thì nay ăn cơm dâu với dâu thôi. Cô bác lục heo. Còn bà nó lục ăn, nó ăn hoàn bà đây. Ồ này. Dao đâu rồi? Ông dao, dao ở đây. Dao ở đây à? Đây cũng... Ông ăn dao cho con đi. Đây cũng chắc. Quay. Đây cho cụ cho đây nhá. Làm cân đồng cân luôn đi. Nay cháu lực lên thì cũng kịp mà bữa là ông bà cụ là đang ăn cơm luôn. Tại vì nay cháu lực lên thì lên sớm các bác ạ. Bao ông ăn môn ạ. Cái chỗ này là cái chỗ mà để ông bà cụ là nấu cơm là thường ngày luôn các bác. Nấu cơm rửa bát này. Nước sạch. Đây nước sạch cả ốc. Ừ. Nước sạch. Lấy kì về. Như hôm nọ cháu mua thịt thà trứng trong thì hết lâu chưa? Chơi hết lâu. Hết lâu rồi à? Ừ. Cô ở trên tiền mặt tao. Đây, đây viên, bật đồ sao trên cô. Cô hãy nằm cho bây giờ. Ông thì thật sự cô bác không có một người con nào đấy ra là chỉ ông với bà cụ là rất là tội luôn. Mà cũng không có thêm nhiều hàng xóm. Lúc này ốc bộ và cải hả? Ừ. Và cải đều vào bát, thằng chín nó đều. Ừ. Mỗi lần là cháu được lên đây thì thưa các bác, ông bà cụ rất là mừng luôn. Đây thì tí cháu thái cho hết thì ông để xào hết, nhưng mà mỗi bữa là ông lấy ra ăn nhá. Vâng. Chứ không thì ông không có một cái tủ nào ấy, thật sự ra là để mà để những cái đồ thịt lợn này thì cũng rất là khó các bác ạ. Như ông là năm trước là ông không trồng được lúa đúng không? Không đúng không? Không trồng được lúa đấy. Năm trước mất một vụ. Mất một vụ à? Ừ. Thế như bây giờ thì cái phần một tháng thì bên thôn là cho ông 5 cân à? À, tạm cho trước. Thì là một tháng là cho 5 cân đúng không? Cho trước ba bao gạo. À, là cho trước 3 bao gạo kìa. Ừ. À. 3 bao gạo thì mỗi gạo là rơi vào bao nhiêu cân?
Bao 50 cân. Nhờ tiểu tàn hà nó quả nó bộ bạc hà có sản gì? Ồ, lấy hơi bạc hơi giờ đấy. Hơi bạn em ấy, bạn em ấy là thêm tỷ tiêu chứ mày. Ồ. Ồ, mà xuống bao lại. Ồ. Nhưng mi tỷ tiêu là người là thêm tới. À, thưa cô bác, có nghĩa là bên xã bên thôn người ta cho là, nhưng mà để ở nhà trưởng thôn bao giờ hết thì ông lại đi lấy, sợ là để trên này là nhiều quá thành ra là bị trộm. Nếu mà lấy lên trên này nhiều quá thì lại sợ mất ông nhờ. Mất đấy. Đấy, thành ra là ông để nhà mới của ông thì nhà cũ của ông thì ông không có dám để, mà ông để ở nhà trưởng thôn luôn cô bác ạ. Mày đúc em ép cô bác cải rồi nè. Ừ. Ồ. Chỉnh cái lỗ tốt đẹp cô à. Ừ. Cái lưới này thở không? Ừ. Bây giờ thì cũng đã thái thì cho ông mặc xong cho bà cụ rồi cô bác. Đi vào là xào cho ông bà cụ để tí nữa cho ông với bà là ăn cơm. Chứ mà xào đây vào mì chứ mà. Ừ. Nó buồn ra. Thân nhà bè. Thân nhà đi bầu bè. À bầu à. Rồi mày về lúc sau nè. Lúc sau nè hơi không? Ừ. Hôm nay thì tôi được xé lại nấu cơm cho ông bà cụ cả thêm một bữa nữa. Cái áp phôn ổn đúng cái xào đấy á. Ừ. Chuôn mày thịt chư bè nào. Mì là quá. Ôi cái này thì bị hỏng rồi à? Không. Hỏng. Cái củ bắc trang nè. À. Cái này là đi xin người ta về đúng không? Cái củ bắc trang. Ừ, thì là cái xin người ta về rồi. Ừ. Ông lúc trước bác Trang ở đây thì để đây cho chị. Nè, cái quế này ướt. Quế này thì bị ướt rồi đúng không? Ừ. Nên là nó khó, nó là rất là khó cháy. Quế ướt nên. Đấy, ui, cháy rồi đấy không ạ? Trong dáng của ông bà cụ chú bác rất là tội luôn. Nhờ cái bữa cơm của ông bà cụ chú bác có những cái dâu dại trong rừng của cô bác này, chỉ ăn cái dâu dại thôi. Hầu như là cái hoàn cảnh nào mà cháu được đi chia sẻ, có những hoàn cảnh thì ăn cơm chá với nước lá, có những hoàn cảnh thì ăn nguyên cơm của bác. Và em Sửa với em Hải thì trước lần đầu tiên cháu được đi bắt gặp các em thì cũng ăn cơm chá với nước lá. Và thời gian này thì được rất là nhiều quý ông bà cô chú anh chị là yêu mến bởi những cái tấm lòng vàng của quý ông bà cô chú anh chị tới cho các em
thì các em cũng thay đổi rất là nhiều luôn cô bác. Tuấn Lực cũng nói với các em rồi, này thì được các bác giúp, thì mình đã lấy là cái bàn đạp của mình, cho nên là mình phải biết vươn lên chứ không là được có ỉ lại. Tuấn Lực cũng dặn các em rất là kỹ về cái điều này. Cháu Lực rất là khắt khe về cái việc này, nhất là cái vấn đề mà tiền bạc. Có bác nào mà gửi cho cháu Lực thì cháu Lực không bao giờ đưa cho các em là hết luôn, mà chia ra từng phần để cho các em xử, để em ấy đi chợ để mua thức ăn về cho gia đình của bác ạ. Như ông cụ để như này thì rất là thấp, sợ là cháy to thì sẽ cháy cả nhà đúng không cô bác? Cho bà cô ăn cơm cho các bác, cho được cũng đã xào xong qua thịt cho bà rồi. Cô thử hướng nào để cô thử hướng nào để. Ừ. Cô nghĩ chắc phải gắng. Ó, nọ này chưa xin nữa. Cô thử hướng nào. Mua bốn trăm ra mua ra không này mua này mua đây ba chín á ba chín cho bà nữa rồi à, thưa cô bác, ông với bà cụ còn ăn thêm một cái món này, cái món này, cái này là cái cây rong ấy cô bác, cái rong phải là potami gì khâu á. Ừ, đây thì bà với ông bà cụ là sẽ đun lại để cho nó không có bị mùi cô bác ạ. Cho các bạn mình tập quân chung chung. Ai? Ai hầm phi cái này mà phi. Bộ bộ này mê. Ai mà hầm mà ra dòng chín thôi thì phi à. Bộ bộ này mê tập quân chung. Hôm nay mà cháu Lực không có mua thịt lên cho ông bà đấy, thì ông bà ăn cái dâu này là dâu ở rừng này, cộng thêm cái nồi là các loại lá rong, đúng rồi, nên là lá rong. Để ông với bà thì ăn cơm đi bây giờ ấy. Đây, ghế ghế của ông đây. Yeah. Cháu gì cũng vừa mới ăn ở nhà về thôi, không có ăn nữa, ngồi với ông bà. Ai khâu ám à phi? Bùa chín năm mê thơm mê chín. Anh ngồi với ông bà là cho ăn thôi. Đây là cái gì đây ông? Đây là xín. À, rồi thưa cô bác, đây là cái gừng này. Gừng là để thêm một tí muối, lại một tí mì chính là để ăn thôi. Để ông với bà thì ăn đi. Vâng. Nhìn mà. Xới cơm cho ông với bà ăn đi. Khâu ạ. À, một cái ghế. Mà cái đúa nhà mà mẹ bố chị đâu mẹ có thù bố tâm ra này có thù à và có thù ồ ồ tù này gì đấy lúc bố chín đó có bố tâm chín đó mình buồn mình ăn một phần bắt bị mình bị một phần bố tâm hai chín đấy không cầm chín gì à bố tắc hơi mê vàng mê đẹp không bố cô này hả mê cô này. Ừ. À, cháu Lực cũng vừa mới ăn cơm ở nhà xong rồi cô bác, cho nên là không có cô ăn mà cô ăn nữa. Đấy, ông bà thì ăn đi. Ừ. Rất là nóng luôn cô bác. Ở trong một cái ngôi nhà mà nhỏ như này, không có thêm một cái quạt nào. Ông thì chiều là ông còn đi đâu nữa không? Xuống rồi. Xuống cái nhà dưới kia à? Ừ. À, thế tối là ông lại lên đây à? Ừ. Tối rồi lên. À. À, bây giờ thì cũng cho ông với bà cụ là ăn cơm với cô bác. Và qua đây thì cháu Lực
xin được gửi một lời cảm ơn tới tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực, đã luôn luôn nhắc nhở để cho cháu Lực biết chỗ nào mà sai lầm mà để mà cháu Lực sửa các bác. Và cháu Lực thì năm nay thì cũng còn khá là trẻ thôi, năm nay thì được hơn 20 tuổi rồi. Có già có trẻ và có những điều cháu Lực làm còn là thiếu sót thì rất là mong quý ông bà con chú sẽ thông cảm cho cháu Lực và nhắc nhở cho cháu Lực cô bác nhé. Quý cô bác mà có theo dõi được những cái thức phim mà cháu Lực chia sẻ lên thì cho cháu Lực xin một nút like và một lần chia sẻ, cộng thêm một lần đăng ký kênh. Thứ nhất là để kênh cháu Lực được phát triển hơn này, và thứ hai thì sẽ để những cái hoàn cảnh của cháu Lực được lan tỏa rộng rãi hơn để cho tất cả, để cho nhiều người biết tới những hoàn cảnh mà cháu Lực đang chia sẻ thêm cô bác nhé. Cảm ơn tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị rất là nhiều. Còn bây giờ thì thức phim hôm nay cháu Lực xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị.